thấy queo queo, hình như giống một người. Tôi với ông nào mới biết. Nhưng mà cô ở nước nào? Tôi hả? Ông hỏi làm chi? Ở nước nào mà tầm binh giết trận? Tôi ở nước Chiên thì cả người đó chẳng ơi. Ở nước Chiên rồi ta biệt thôi cô bé, lại lừa mình tránh sang một bên để cho khỏi đây để binh giết trận. Nếu cô đâu có thử sức thử tài, mời cô đương cùng ta giết trận. Đó. Sao? Hả? Ông cho tôi nghĩ ngoài một chút. Nghĩ ngoài chút đánh nữa nghe. Trời ơi lặng. Ra chiến trận cầu tình cho chuyến, mà lại xin nghĩ mệt trong giây lát. Mệt cô luôn. Tại vì tôi còn nhỏ quá à, nên tôi đánh không. Mà tôi cho mày cái xíu nó đi, tôi đánh chồng nữa nè. Mặc dù đứa này sẽ gần chút. Tiếp rồi. Hãy cùng ta ra kia, mời cô luôn lại ra. Nước Chiêm Thành người đen, cô nương đề bất phẫn gian hoa. Nhưng mà ông là ai mà hỏi tên hoài lắm, hỏi tôi hoài vậy hả? Ta là Lý Thượng Kiệt ở Đại Nam. Ở Đại Nam? Quả ông là bé phụ của Dương ta, có gì ông đó? Quả sao hả? Ta nghi ngờ cô nương không phải người ở Chiêm Thành, hãy mau mau lui binh trở lại tận chốn Chiêm Thành, hỏi rõ phụ vương của người, rồi ta hẹn trong 3 ngày đến đây giao đấu cùng với chú. À, thì ra là ông hẹn đối chơi. Tôi sẽ về tôi hỏi lại phụ vương của tôi, hẹn ông trong 3 ngày tôi đến đây tôi đánh nhau. Được, mời cô đương quân sĩ. Nó là con của ổng mà. Chúa thượng giáng lâm. Chúng ta sẽ xử lý. Đúng không? Đúng. Tiền hóa giang hoa. Dạ.
nếu một mình không có dân lo theo. Dạ. Rồi, quân sĩ có đàn mời mời mời. Dạ. Cải tao cùng diện nhang tiếc này không phải muốn đánh tặng chú Chiêm Thành, muốn hộn đất Chiêm Thành sang tặng chú Đông Bang. Tiền nhang nghe lầm tưởng thần hạ chiến lấy Chiêm Thành, mấy kẻ nhân đường điện nước bước của hạ thần đến tận chú Đông Trào. Việc đó thì nghe rồi, còn biết tao hơn đánh cùng công chúa con của ta, đánh không đánh mà lại hòa như thế nào? Cải tao cùng diện nhang, cô bé này mặt mày xinh xắn thật là đẹp, nước da hồng hào, đúng là giống người ở Việt Nam. Tại sao Chiêm Thành người lại sảm da mà nàng cô gái này thật là đẹp, xinh thiên nhan tấu nọ cho thần hạ được rõ nguồn cơn. Thật sự dạ nghe người này anh hùng Lữ Thông Kiệt dạ tuy là hiểu hiểu dài dạ không giữ công minh dạ. Vậy một sau nhất đại là chuyện mình sao lắm chứ. Dạ. Cho Lữ Thông Kiệt lại nói nghe. Dạ dạ. Dạ kể đi. Xin xin em cho con. Thiếu quỷ cả nhà, lê tiếng bồng con dẫn mẹ tìm
Chúa thượng, hay chưa,
Mấy
đừng dùng lời quý mật mà bắt đại nhân quy phục tống triều. Lý Thường Kiệt nó quê e rằng ngươi bỏ mạng. Thôi thôi hãy yên đi, chớ bao qua lý sử. Chỉ trong đường xa ta thời chẳng chúng ta ở chỗ xa trường anh hùng cao hạ tử tài của ai lại và dám chung kỳ. Đánh có biết tài cao, nguyện chẳng chuyển sang nhau. Hơi thất du, thất diệt. Lệnh bao nghĩa sĩ đánh
binh sức trận, vào đâu cùng với tướng Tông Bang, Châu Thái Định tài xuất ra đoan, nên gia khỏi cam chịu bại binh thất thù. Gia bại binh à? Phải rồi. Dùng dùng, hay là gia ở lại nơi đây, để mà con thua ca chiến đấu. Không, có mà là phận nhi nữ, tài cam gì cũng là phận liễu yêu đào hoa. Cầm binh sao ra trận bãi xa trường, cùng với tống địa e rằng bỏ mạng, tao tìm mưu kế gì? Mưu kế gì có con lại định lại? Dạ thưa cha, con đã có mưu kế rồi. Mưu kế như thế nào? Dạ thưa cha, người ta thường nói nếu mình mạnh thì mình phải dùng sức. Đúng. Còn mình yếu thì mình phải dùng mưu. Dạ thưa cha, cha tìm kế nào để giết Châu Hải Định? Phải rồi. Đúng rồi. Ngày xưa mẹ của ta nhận một đứa con nuôi là con gái, tên gọi là Lý Kim Kiều. Nghe quân vi báo là Lý Kim Kiều là dâu Tống Thất, là vợ Châu Khải Định. Nhưng mà không được, nó là em của ta, chồng nó là Châu Khải Định. Nếu Việt Nam thơ lây đó, e rằng nó không làm nổi chuyện này, vô thế tình nghĩa mặn nồng. Thưa cha, sao? Vợ gì cũng sống, chắc con phải suy nghĩ lại, xin cha đừng mềm lòng vì quê hương đất nước. Được rồi, ta tả nàng thơ lại đạo tông trần, con nhẹ giả thường dẫn đến tận chôn vinh của Lý Kim Kiều lập tức. Dạ. Quân sĩ nàng thơ, ta đã ghi dòng thơ con hai mơ, chậm bước chân lên đường. Em thơ câu nữa cho anh ở tầng ngày nắng, lòng quân đào hơn mong ra xuân mai về. Thank you.
vào làm người hầu. Tôi còn dạ thưa bà, con vào đây xin làm người hầu. Này cô bé. Dạ. Cô bé hãy đứng lên đi. Dạ xin đội ơn. Con muốn vào đây để xin làm người hầu thấy nữ là. Dạ. Được rồi, để vì cô đó hãy nói là cô làm được những điều cho ta được rõ. Dạ thưa bà, tôi từ ở nước chim vào đây để gặp một người. Từ chim thành đồng. Dạ. Gặp một người tài năng tâm trúc. Người đó là ai? Nếu tôi nói tên thì bà hãy bảy cách người họ ở bên cạnh người. Được. Gia nhân ta truyền bảy hầu tất cả. Cảm ơn được vào gia nhân ông đó nha. Được rồi, cô hãy nói đi. Cô vào tâm thức để tìm ai? Dạ thưa bà, tôi vào đây là để tìm một người, một người quen của cha tôi. Người quen à? Cái gì? Và một người tên đó là Lý Kim Kiều. Lý Kim Kiều à? Dạ phải. Người đó tôi có quen. Để chẳng hay gặp người đó để làm gì? Dạ, dạ, tôi muốn gặp người đó để giao một bức năng thân. Cô nương, cô nương là ai? Thân phận ra sao? Có dụng ý gì ở nơi tâm thức? Cô là ai? Là kia. Thank you.
gạt bỏ tình duyên, cưới chồng chân nợ. Người đời ơi, người đời ơi, chúng ta